từ xa xa có một hình dáng ai thật là quen thuộc. À, thì ra đó là mắm ruốc của mình mỗi buổi sáng. Thế thiệt nha, hôm nay á. Dạ, trời sao có bà ở trong nữa. Hai nó một luôn. Ê, ê, bà đến bà nè. Ở đây. Trời ơi, con nhỏ này nè. Ôi trời ơi, chờ chút xíu, chờ chút xíu, tên kia có cái ngực bự nữa nè. Trời ơi, sao hôm nay nhỏ hơn quá vậy? Giờ bắt đầu quay nha, quay hai người nè. Hả, sao hôm nay cái ngực nhỏ hơn quá vậy? Ok, ok. Mỗi buổi sáng chúng mình thức dậy á, đây là cách chúng mình chào nhau. Ấy nha, cái hai con mắm này nó ỉ, nó ngực bự, nó làm như vậy thiệt là ghê. Mày, không muốn què nữa. Ngực bự là mày có, you think you are that bitch. You think you are that bitch. You think you are that. Trời ơi, nè, ở đây. Trời ơi, trời. Trời ơi, trời hãy. Trời. Ây da. Ây, từ 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 từ. Trời ơi, cái tóc mày che mày hết, tao không quay được cái khỉ gì hết. Quay đây. Giờ mình đi vòng vòng qua những người có một. Trời ơi, có ai cũng ngực bự. Trời ơi, thiệt là quá nè. Nấp kinh đâu, bực mình lắm nha. Nấp kinh đâu. Trời ơi, bực mình lắm nha. Ây da, bật tuyết của mình. Bật tuyết của mình. Ngực bật tuyết của mình rất là căng. Trẻ con khi cái đó. Bật tuyết đây. Ủa cái mắm. Ê mắm ruốc. Nhầy mệt quá. Sao mẹ tham lam thế. Ê trời nham nhở. Nhở này. Excuse me. Nó rất là nham nhở. Khoa đi qua bệnh kìa. Trời ơi sao nó ăn cái này trước mặt mình vậy thiệt là. Khoa 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 Thế Khoa gì bé. Ăn luôn hả? Trời ơi, cho chị một miếng coi. Biết rồi, hôm qua mình ăn. À, không cần biết. Chị. No, don't do that. Ây da, cái cặp ngực của chị này thiệt là kinh khủng. Tôi tin ba người không kia không hiểu nha. Cái này là bưởi hay là gâu vậy? Ông hiểu sao mà không dám nhận. Bưởi. Trời ơi, tự nhiên là bưởi ha. Mình mới là cam thôi, chị ấy là bưởi. Em mới là cam. Thế là tội nghiệp. Biết không, biết không? Không là ốc tiêu là được á. Thì là tội nghiệp cho bộ phận của mình á. Thì tới đây. Đít không có, ngực cũng không có, mày là người hai lưng. Nó nói một câu rất là đau lòng. Nhìn mình đây. Thiếu ăn thiếu ngủ. Hey, hey, ê, ăn đi mình phải đi tập rồi. Bye bye đi, say bye.